Nhất đó. Chưa có giỏ cho nghe hai nhai luôn. Ngon quá hai nhai luôn đít đi. Đúng không? Ngọt ngon ghê á. Xin chào cả nhà nha. Buổi sáng cả nhà. Buổi sáng Tuấn với vợ em thì đang làm hàng trên kia. Bây giờ thì em đi ra giống cái khu này nè. Khu này bữa mình mới bắt giống thả xuống rồi cả nhà. Giờ bắt đầu mình xiên ra xong rồi bắt đầu giờ mình lấy ra tiền sợi mình treo quá. Cho hàng nó lớn. Bữa nay xuống đây làm con mình là cả nhà ơi, buồn lắm. Ở trên kia hai chị em làm vui lắm. Khu này thì nói chung mình treo được 1.700-1.800 sợi nha cả nhà. Mỗi sợi thì là 5 miếng vỏ hàu. Dạ em xin chào cả nhà. Sáng giờ em cũng mới làm hào vô luôn cả nhà. Tới giờ cơm rồi nên em vô em nấu cơm ở nhà đi. Hôm nay mình sẽ ăn món nhanh gọn lẹ luôn. Hồi bữa em có được Thánh Lầy Food cả nhà tặng cho em hũ chẩm chéo. Đây là hũ chẩm chéo của anh Thánh Lầy nè cả nhà. Thánh Lầy Food. Nói chung cái sản phẩm này là sản phẩm đầu tay của anh luôn nè. Ở đây em có một mâm luôn hải sản luôn nè. Cái này là con giòm xanh. Giòm xanh rồi tôm tích. Hào. Mấy con ghẹ. Rồi một ký thịt ba rọi sáng gì Ngọc mua cho em nè. Đây thì em có dưa chuột, trái nào trái nấy nè cả nhà. Đã không, nhỏ mà non dữ lắm. Tất cả những món này hôm nay mình sẽ đi hấp xả nha cả nhà. Hấp xả mình ăn cơm thôi, ăn cơm mình sẽ ăn đơn giản vậy thôi. Nhanh gọn lẹ nữa. Mình thưởng thức cho chẩm chéo thử coi nó tới mức độ nó ngon coi nào. Giờ bây giờ em cũng xin mời cả nhà cùng vào bếp em nha. Giờ em sẽ đổ nước vô một thịt. Em cho muỗng hạt nêm. Xả hồi nãy em mới đặt. Bỏ thịt vô luôn. Giờ thịt của em đã chín rồi cả nhà. Giờ em đắp thịt vào. Còn nước này thì mình sẽ lấy mình lợi một chén rác mình pha với chẩm chéo. Đây là nước luộc thịt. Để luộc thịt sạch sẽ. Rồi xả vô. Thank you.
Ngon luôn. Xin chào cả nhà. Giờ Tuấn với vợ em cũng mới làm hào vô luôn cả nhà. Em thì em nấu đồ ăn xong hết rồi. Thế mà hải sản thế nào không? Dạ. Bữa nay anh sẽ cho em thử chảm chéo của Thánh Lầy Food. Được anh Thánh Lầy gửi cho mấy hộp chảm chéo mà nhìn thấy hấp dẫn quá mà chưa có ăn thử. Để bây giờ hôm nay em sẽ làm thử mấy anh em ăn thử nó cảm giác nó thế nào. Giờ mình pha chảm chéo ha. Biết làm đâu. Để dặn ra rồi coi. Đúng, cũng có bầu bì hơi kỹ ha Tuấn. Hai lớp nữa ha. Nhìn giống ấy ta, nhìn lạ ta. Thơm ta. Thơm không? Thơm quá. Bây giờ để anh múc ra thử nghe em, anh nghe Thánh Lầy nói là bây giờ mình múc về nè, muỗng vậy nè, muỗng canh nè. Mình ăn hết đi rồi mình pha nữa ha. Trước tiên vậy đi. Mùi thơm thật ha. Giờ cho gì vô nữa? Giờ cho nước luộc thịt. Cho 2 muỗng nước luộc thịt đi. Đó, mình quậy ra nè Tính. Quậy ra cho mình để cho hồi cho nó nở ra nó còn nở rồi nữa. Thơm, mùi sạm, tỏi, lung đang đẩy ớt như kia. Giờ để anh pha cho em nha. Chứ cái này em chưa ăn bao giờ. Pha mất công không đúng hay sao? Giờ Tính luôn ha. Món lạ luôn. Anh thấy anh chạy nước miếng rồi Tuấn. Thơm quá, thơm luôn nè. Giữa mùi thơm rồi đó. Nặng cũng mấy trái tắc vô đi. Nghe nói là tắc mới ngon em. Cái vị tắc này thơm, em thấy nó thơm. Tắc rồi. Em thấy thích hơn chanh á. Thơm tắc không? Tắc thơm hơn chanh. Cho ba cho tắc đi. Anh thấy Lầy nói là cái này mình để cho nó nở nở ra nữa. Nó nở ra nó mới hòa quyện lại khác món ấy á. Lạ không? Món lạ không? Món này mình thấy anh thấy trên YouTube á, mấy anh mấy chị đó toàn là ăn gà không à, nói mà chạy nước miếng. Mà cái này mình chấm cái gì cũng được mà. Nghe nói ướp thịt ngon lắm em. Anh nói mà anh chạy nước miếng. Mà bữa mình thử ướp thịt cái này. Thấy mấy anh mấy chị đó, xé cái đùi gà ra cắn vô, trời ơi cho nó nở nha. Tưởng hay hả, nghe nói ốc heo ngon nữa đó Tưởng. Ốc heo cho vào thì nó béo hả? Nãy anh có bỏ xôn em, đây nè. Bỏ xôn. Trên mạng á người ta làm ốc heo nhiều. Nhưng mà ở đây làm gì có ốc heo mà mình làm. Ở ngoài bè thì mình nó chơi kiểu này thì màu làm ngon quá thôi. Giờ bữa cơm đi Tính, bữa cơm nè. Anh pha cho. Ngon quá, nhìn là thèm này nè. Không biết ăn sao à? Ăn thì chúng độc á. Lần đầu tiên em ăn không biết nó nào đây. Cái này nhà mình ăn cơm đơn giản thôi. Có ngon. Đơn giản mà ngon ha. Nhìn hấp dẫn không? Còn thơm. Hấp dẫn quá. Anh thấy này nó cứ có nước lọc thì pha nước lọc cũng được, không có nước lọc thì dù có nấu luộc thịt hay pha nước thịt. Nó ngon, còn thể mà có gan gà hay là ốc heo còn ngon nữa. Rồi. Này mình hưởng gì á? Nó nói giờ nó đồng lộng lên nè. Mời cả nhà ăn cơm đi, đói mà thấy kém á. Bây giờ em xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình em nha. Bữa nay ăn món mới cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Nhức nách luôn. Thử đi, thử bây giờ thử hải sản trước đi. Anh thử con giòm xanh coi. Em thử miếng thịt coi nó làm sao. Con giòm xanh. Mình ăn cái này kiểu ăn cơm cái này thì nó hơi dơ. Ẹt lục lục vô. Giòm xanh tại bè mình nó mập ghê à. Trời ơi nó mẩy. Sao em? Một cây. Rồi sao? Không thấy thay cũng không cay lắm. Rồi sao? Đơn thử thật ra. Rồi sao nữa? Ngon quá. Hơi quất lúc rồi nè. Sao?
thơm thơm mùi tỏi, mùi hành, mùi ớt này kia, tỏi ớt này. Ngon quá. Không được ha. Ngon. Được hả? Được. Lần đầu tiên ăn ngon mà. Có chi dưa rồi. Ăn cơm mình ăn bữa nay ăn đơn giản rồi hả? Thơm mà cay. Ừ. Cũng vừa ăn chứ không cay lắm ha. Mùi nó bị lạ lạ hả nhỉ? Nó lạ lạ ha. Mùi lạ lạ ha. Ừ. Phải có phải không? Mình lần đầu tiên mình ăn á. Không phải. Chứ mình nhìn nó giống như cái muối mình làm chấm hải sản á. Nhưng mà không, cái này nó kỳ á. Nó dịu dịu từ gì á ha. Nó mặn mới đầu nó không có, mới đầu vô nó mặn là nó dịu 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 đã ha. Lạ không? Ngọt cái gì á. Đó. Được, ăn thơm. Nó dịu dịu ngọt ngọt ha. Rồi mình ăn bảo cay, làm em tưởng cay lắm chứ. Chấm cái dưa coi. Ngon thật rồi. Nó không phải mặn hỏng gì đó. Mới đầu nó cái vị nó mới đầu vô nó hơi mặn mặn à. Bắt đầu lát nó lạt 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 lượng dầu hậu nó ngọt ngọt ngọt. Ừ. Vừa nãy em mới đầu chỗ nhưng tại nó mặn mặn bây giờ thấy nó chịu ngọt ngọt hả? Mà đúng rồi, chấm với thịt, thịt luộc ngon ăn cũng hả? Ừ. Đúng rồi ạ, ngon rồi. Chấm chéo thơm quá. Được á. Cũng ngon hào. Lần đầu tiên mới ăn hào sữa chấm chấm béo mà. Này con hào quá lắm rồi. Bỏ vỏ đây nè, anh đã đây đoạn được nè. Cái tê, cái tê cái đầu lưỡi ngon quá. Giờ nó mới, giờ nó vừa giờ nó mới mà thấm. Phiêu 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 anh. Như cái chậm chó giả vị nhiều anh nè. Nhiều gia vị lắm, gia vị nó nhiều. Chẩm chéo này mình ví dụ ăn cơm thôi, sao nó ăn được cả sao, phải ngon quá. Làm này chắc kỳ công anh nhỉ. Đúng. Này bây giờ nở ra tướng nó sệt sệt rồi. Hay hợp. Từ đầu nhìn cái hũ nhìn nó bình thường ha. Ừ. Ăn thấy ngon. Hơi bùi ngò, xả con nè. Ớt. Ớt thì chắc cũng phải có rồi. Xả, ngò. Hạt bắc khén gì á. Bắc khén thật giỏi. Chắc mấy cái đèn đèn nè. Vàng hạt khén ta phải vàng nè. Ừ. Đục luôn. Có ừ. Hả? Ừ. Cái em ăn nhọc xanh nè. Ừ. Ngon. Nước lát luôn. Nhọc xanh nè, ngọt rồi. Trời ơi, đã chưa? Nói em... Ngon quá anh. Hồi sáng mình anh đi dùm vòng bè anh thấy nó đu phi á. Nó đâu. Mình lấy vô mình luộc luôn. Để em thử anh Hào coi sao. Ngon quá. Trời anh Hào đã không anh? Nước sữa nè. Nước sữa. Mùa này Hào sữa nhiều á. Khó. Quyệt. Ăn chắc sướng lắm nhỉ. Ngon quá. Bên chén cơm đi. Ừ. Nó nở ra càng nở càng ngon anh. Ừ. Mình thấy nó càng nở. Ừ. Cái chấm mấy hào này hết bài ăn nó anh ơi. Đúng rồi. Ừ. Cái này mày chấm hải sản đúng không? Ừ. Nó phải cay vậy mới ngon nè. Nhưng mà hậu đâu có cay hỏng đâu không? Ừ, không cay hỏng. Cái tê 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 cái đầu lưỡi thôi à. Mình được chân ăn. Có chua không? Có chua không? Thêm nặng chanh vô tắt vô thêm. Luộc ăn đúng bài luôn hả? Ừ. Luộc chấm ăn là béo ngon. Và tắt chút thêm chút chua nó lắm đã. Ăn cơm luôn hả? Ừ. Cái nát nhói luôn. Thơm thơm nó lạ. Nhiều. Ăn này có khi nào mình nhìn đúng trời. Ừ. Ừ. Nó cuốn á. Bởi sư phụ thanh lầy gửi cho 4 hũ luôn á. Càng ăn càng ngon anh. Sư phụ anh lại nói ăn chừng nào hết rồi điện sư phụ. Ừ. Nó càng ăn càng ngon anh. Ừ. Đúng rồi. Mình nói chậm cháy mà đặt sẵn rồi bắt em. Chậm gì cũng ngon. Ừ. Ngon quá.
chấm với thịt luộc em thấy ngon nè. Đúng vậy hả? Ừ. Chấm gì cũng ngon hết á. Tại thịt luộc mình chấm thì ăn cơm nó ngon. Gì béo béo là thật đó. Đúng rồi. Hào thì chấm ăn sống. Mà bạn thấy em cho thích hài chứ hả? Tại ăn nó cái tê tê. Tê tê cái đầu lưỡi. Mà để ý nghe Quân, hỏi gấp vậy nè, mất nè. Chấm lúc quá, mày đã. Quẹt nè, quẹt nè. Cay về ăn mà sướng á. Trời, mâm siêu to không lộ. Cái gì ta mới chẳng chéo ngon. Ngon quá. Thịt mà chấm ngon nữa. Dạ. Ngon. Ăn cơm vậy thôi, ngon. Đơn giản là thôi. Ừ. Hào chấm ngon lắm nha. Ừ. Thịt. Ngon quá. Bởi vì mình cứ nghĩ là muối ớt thôi mà. Nhưng mà muối ớt thằng bỏ hạt dỏi vô mà đâu phải không. Nó có ngộ lắm. Muối ớt của mình là nó mặn mà nó nấy luôn á. Còn này cái hậu nó lát nó ngọt ngọt dịu, ngọt. Ngọt. Ừ. Đâu chấm nó mặn mặn thôi, ăn từ dịu đã. Đã đúng ha. Là, đúng là người ta nói câu nước chấm thần thánh. Ừ. Ăn chén cơm này. Là con hải sản nữa. Ừ. Ừ. Con gầm thanh nè. Con Lộc ăn gầm thanh nha. Đúng là gà chấm thấy là cái ngon đó, hải sản mình chấm ngon cũng ngon. Còn dữ luôn á. Tê tê cái đầu lưỡi. Cái này mình càng ăn nó càng nở ta. Ừ. Bởi một hũ mình ăn tháng sao hết. Nhưng mà ăn thiệt rồi, bảo đảm luôn. Càng chấm em thấy nó càng nhiều. Ngộ ra ha. Ừ. Tại người ta làm khô á. Ừ, khô nở. Khô ngập nước nở ra. Con chập xanh bự này. Bự thế nhỉ. Ừ, luộc ăn ngọt lắm nhỉ. Trời ơi, trời ơi ngập môi, chấm ngập luôn. Trời ơi, ngập mồm luôn nè. Cái cổ nó dài, ngon lắm. Một cái dai dài mới ngon lắm. Ngon. Đây là mình rồi. Wow. Ừ. Vậy mới đã nè, vậy mới sướng nè. Lúc lúc rồi nè. Gặp hải sản hấp sản ấy thì thôi, thơm thơm ngon thật. Chấm với muối chấm chéo này. Cay cay. Tê tê. Có ngon. Mê mê. Thịt này. Chấm ngon nữa. Nó hợp quyện với cái mỡ anh ha. Ừ. Nó béo béo ngon. Chấm từ nãy giờ chưa hết. Càng chấm nó càng nở. Đó. Dừa. Cái gì chấm ngon anh ha. Ừ. Dừa chấm ngon ghê. Vậy ăn luôn cho nó hoành tráng. Hạt mắc kháng hay anh ha. Lạ ta. Nó cay mà đã. Tê tái cho em miếng cơm nữa. Cơm nó ngon nha. Để em thử quốc còn tin tức nha. Mình có hải sản mà. Ừ. Thiệt luôn. Em. Hả? Nhức nhối luôn.
tôm tích nó ngọt á. Ừ. Mà chấm vô với cái này đúng bài luôn á. Đúng rồi. Ngon tê tái luôn hả? Ngon tê tái luôn. Để anh lọc cho em con bự nè. Em bút con này là mấy sướng nè. Để ăn đầu cho. Em không biết ăn đầu đâu. Trong tết này thì giảm ha. Cái này vào mà vào một trứng của nó thì ngon hơn anh ha. Đúng rồi. Vào một trứng ăn có mùi bùi. Trước tiên bút này trước đi. Bút luôn. Chấm ngập luôn hả? Chừa cái vỏ cho nghe, hai nhai luôn. Ngon quá, hai nhai luôn đít đi. Đúng không? Ngọt ngon ghê á. Nó hòa quyện với chảnh chéo không? Đúng bài luôn á. Bởi cái loại này mà chấm hải sản thì anh thấy ok nè. Ngon. Ăn là toàn ngọt ngọt luôn. Hòa quyện mà nó cay cay, thơm thơm, tê tê ngon. Cái này có trứng nè. Con này có trứng hả? Dạng dạng. Chưa, cần. Trời ơi. Có đã không? Ngon chanh vô. Nó nở đắt kẹo rồi. Nó đắt kẹo rồi. Bắt cái người tắt rồi. Giờ mình đặt kẹo thì mình bỏ thêm miếng nước thịt nè. Đúng rồi, ra chấm lửa. Cái này ăn chắc khi nào mình hết ăn. Kẹo nè. Càng ăn càng nở ngộ à. Để cho em bảo anh ấy ít thôi, ấy nhiều quá. Chấm hết. Càng ăn nó càng nở luôn thiệt chứ. Cơm nóng mà. Nói chung cái chấm chéo này là anh thấy là ok đó. Mình pha cái gì, ví dụ nó mình cái hậu tùy theo cái hậu, không phải ai cứ hậu cũng vậy đâu. Thí dụ mình về mình khẩu vị mình vừa thôi, còn thấy mình không vừa thì mình bỏ thêm đồ xíu thôi, đường hạt nêm rồi đó. Nhưng mà vậy là ok rồi. Đường ha. Ví dụ rác nở vậy nè. Ai thích ăn ngọt thì cho đường thêm. Ai thích ăn ngọt thì cho đường thêm. Ngõ hậu ở đây mình vậy là ok rồi. Mình như vậy được ăn vài chấm là vừa. Không quá nặng tắt được thêm. Lát cái nở nè, lát chấm chấm bắt đầu lát cái nở nữa tưởng. Nở quá trời nở mà. Anh chàng cũng tuyệt vời. Tôm tích thật à. Thứ đó, ngọt lắm. Mày em nghe nói là chấm trái cây cũng ngon á. Bởi vì phải pha nước thịt không? Tại cái này anh thấy á, là khô luôn. Bây giờ đóng vô, ém vô cứng á. Rồi pha nước là thịt đồ vô nó nở. Nước lọc cũng được. Càng ăn càng thấy nở anh. Có mua cái này rồi á. Mua này mình sướng con cái mình khỏi cần đâm ớt. Dù ăn có cái đổ vô ăn luôn. Khỏi cái câu kỳ ha. Cho miếng nước lọc hoặc có nước cái nước thịt mình nhà mình tắt hẳn vô. Mình cho ăn vô ha. Bắt mình tắt vào nữa. Không chấm ăn. Nói chung giờ mà cái này chắc mình gửi thông điệp nhỏ với mấy anh em mà chung làng bè mình quá. Mấy anh em mà chung làng bè với em á. Mấy anh mà có coi video này mấy anh lên đây ủng hộ hải sản đi. Em với đây em có nước chấm thần thánh này. Quảng bá bánh hào anh. Mấy anh có tôm sú hà hào vậy mấy anh đem ở đây. Đúng rồi, nhức nách luôn mấy anh ơi. Ăn tôm tích đúng ngon á. Đẹp chưa? Tôm tích ngọt. Tôm chấm này sao? Tôm dưa này chấm ngon quá. Có lẽ. Nó nở nữa nè. Dưa này chấm ngon ghê ăn. Dưa chanh chanh cơm. Bà nhỏ chấm ngon ha. Tại vì mình ăn kèm với cơm nên em ăn thịt hơi nhiều. Nhận thơm mùi ấy ghê, thơm mùi ngon ghê.
này là ngon thiệt cả nhà, chứ em không có quảng cáo rồi, không bị sản phẩm gì cả nhà. Ăn nó phiêu ngon. Có đã. Ừ, giờ ăn con tôm tích chấm cái này đúng bài luôn anh. Ừ. Ăn biết cái nào mới hết cái bị ông chậm chéo mà. Ăn cho con ngày trời mới hết vậy mà. Mới vừa nãy chấm bớt bớt rồi giờ càng nở hay ha, ngộ ha. Tính nó cũng nên ngộ chứ. Người ta ăn cơm á. Như thịt như thà hay gì đó mình chưa sang thì ăn cơm hải sản. Ngộ không? Ừ, gặp. Giờ chứa cho biết nè. Chắc không béo đâu. Béo ngại luôn á. Tối cùng chuyện luôn á. Em ăn mà tính em cua gặt, cái cua ghẹ này kinh thích nó ăn đó. Không, cái chấm này á, chấm hải sản ok luôn á tức. Quá đã. Ngon quá. Ngon quá. Cho em con ghẹ em. Đang lọt cho em nè. Em thích ăn ghẹ, ghẹ ăn ngọt. Ngọt. Cua thì ăn thịt cũng có gặt ngọt. Ghẹ nó hơi bị chắc ha. Nhưng mình anh em ngoài đây ăn đơn giản ha. Ừ. Chỉ còn mấy con hải sản rồi mấy miếng thịt vậy nè. Mình ăn cơm là cũng ngon lạnh như thường. Ngon lắm. Phải chung quan trọng là cái miếng chấm là thần thánh. Quan trọng miếng chấm ngon. Ghẹ này em thích ăn nó ngọt. Mình phải thiết kế nhiều món nữa tức. Mình sẽ ốp thịt mình nướng. Ngon. Ngon quá. Cái cay chấm này thật sướng. Hào nhà mình nuôi đó ăn đêm. Chính rồi đó, tại nó dính miệng đó. Nó dính miệng rồi. Có con nào hở không? Bóc cho nó nhanh. Con nào như con đó rồi nè. Ừ. Sữa. Quá trời sữa. Hào ai mà sữa dữ trời. Hào ai ta? Hào chắc hào của em á. Hào tướng sữa lắm. Bao sữa luôn. Hào mùa này ăn là đúng ngon luôn hả anh hả? Sữa quá trời. Quá đã. Nói ăn hào với ăn dòm xanh đồ no khỏi ăn cơm. No. Với ăn mà ăn hải sản nó hòn. Ừ. Hàng bụng á. Ừ. Hàng bụng mong nó lắm. Ăn hải sản nè. Mà em quốc được 3 chén cơm rồi á. Ghê vậy hả? Vâng. Cắt nó béo. Họ cắt rồi. Quá lạ. Lần đầu tiên mà anh thấy ok. Ok. Ăn nghiền luôn á. Chậm nằm lúc đúng nhờ. Dạ thưởng lại bà. Ngon. Càng cứng bụng luôn. Rồi mình ăn thấy đắng luôn. Mấy con này vô nó hàng cái bụng. Ừ, hàng bụng mau nó. Ăn hết chưa, ăn tiếp. Cái đĩa muối là chắc ăn từ mấy ngày mới hết quá. Ừ. Cái này cái ngẩn à, ngộ ha. Món này ngon quá cả nhà ơi. Thật sự luôn. Mình em không có quảng cáo nữa, chỉ là em cảm nhận sự thật. Nhà mình hãy thử một lần trải nghiệm thử cái lần cả nhà. Nó the the cái đầu lưỡi, cứ the vậy hoài. Nó không có cay hỏng như mà ớt. Sau đây em cũng xin cảm ơn anh Thánh Lầy Food đã tặng cho em mấy hũ chấm chéo để em trải nghiệm thử cả nhà. Rồi thôi bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình ở những video tiếp theo nha.
Bye bye cả nhà.